Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay vừa mới đi chơi về đây. Mà đi chơi vẫn không quên nhiệm vụ nhá. Mua Elipad review. À mà Elipad này có gì phải review nhỉ? Nhưng mà mua Elipad để đây lấy 300 mảnh này nhá. Rồi bắt đầu tích mảnh để nâng thêm con thứ hai Quantum. Mà mẹ, bây giờ một con đã nâng chưa xong này. Con Quantum này là mình luyện xong hết rồi, mắc hết danh rồi nhá, luyện hết chiêu rồi nhá, mắc hết danh rồi. Tối nay đi, tối nay like xong rồi skip 5 sao nhỉ. Mới đi một ngày nhưng mà bỏ lỡ bao nhiêu thứ này, nhiệm vụ không cả làm. May mà đua hết xong rồi nên là yên tâm đi chơi đấy. Về coi như chả còn cái gì, nó mình không bị gò bó về chơi game quá, thế là hôm qua đi chơi chơi tới bến luôn. À, có 3 lượt lick này, có anh em đánh thôi nhỉ. Tranh thủ luyện nốt cho con hardcore lên 5 sao, à quên lên mắc danh, chuẩn bị lên master 3 là nó được vào ấy rồi đấy. À ừ nhỉ, quên mất vừa mới sang master mới đúng không? Master mới là tham nhỉ. Mình mới đánh thử vài trận. Thấy cũng thấy Master 1 là có mỗi con hai voi là được vào này. Hai voi với lại con Chisua. Đấy, đội hình của mình bây giờ đang có ba con đấy là mạnh nhất. Hai con voi với lại một con Chisua. Đợi xong cái này là ra búp tháp nhá. Đánh nốt đánh 3 lượt lick rồi ra búp tháp đánh nhau. Mà check mảnh cho anh em xem, bây giờ phải có tầm 2.000 mấy rồi. Bây giờ phải có là 2.300 mảnh con đấy rồi. Con Quantum rồi. Hôm qua tôi đi chơi có biết mấy giờ về không? 12 rưỡi đêm mới về thì lúc đấy like cái gì nữa. Thế là 12 rưỡi đêm về cũng mệt lắm rồi. Về tắm rửa xong rồi nằm xem bộ phim rồi đi ngủ. Sáng nay mới vào được tí game này, vào tí game xong rồi tiện thấy nó qua arena mới ấy. Rồi nạp luôn cái Elipad xong rồi test thử mấy trận arena. Xong rồi bây giờ mới test xong rồi mới làm video luôn. Làm video arena mùa mới với mua Elipad mà Elipad phải đợi mấy ngày nữa. Elipad phải đợi tầm khoảng 5 6 ngày nữa để mình lên mắc cái điểm ấy. Rồi mở một phát hết thì nó mới hay hay hơn, còn bây giờ là cứ giữ đấy. Hôm qua đi chơi vui quá nhưng mà cứ đến đến tầm 8 giờ tự nhiên lại thấy thiếu thiếu, cứ theo thói quen phản xạ ấy, bật máy lên chuẩn bị like ấy thì mới nhớ ra là mình đang đi chơi. Hôm qua cũng mong về muốn về sớm lắm nhưng mà cuối cùng xe nó đi giữa đường nó hết xăng xong rồi đi đổ xăng các kiểu nên là về muộn, chứ tính ra là 10 giờ tối về đến là tôi về đến nhà là 10 giờ tối thì định like đến 11 12 giờ nhưng mà cuối cùng về 10 12 rưỡi về tới nhà nên là thôi đi tắm rửa rồi tranh thủ đi ngủ. Sáng dậy làm clip, làm video thế là xong. Hôm qua cũng có mấy anh em nhắn tin, mình đang đi chơi cũng nhắn tin riêng bảo là anh ơi tối nay không like à, tối nay anh có like không, em hóng mãi. Đùa. Từ ngày mình like ấy, là có ông suốt ngày hỏi ấy. Cứ tầm chiều là các ông spam gửi tin nhắn Facebook nè. Gửi tin nhắn Facebook xong rồi lại gửi tin nhắn vào Zalo. Cứ spam ông nào cũng hỏi là anh ơi like đi, em đang đợi nè, hóng quá. Nên là bây giờ cứ buổi tối là có người mong ấy nên là mình tự nhiên có hứng like luôn. Sao nhỉ? Còn cái gì nhỉ?
Bỏ đi vào check mấy thứ xem có cái gì mới không. Như cái sự kiện này còn 12 ngày nữa, không biết có kịp lên, có kịp kiếm 40 huy hiệu nữa không nhỉ. Nhìn cái skin này cũng được phết đấy chứ. Xong rồi được thêm 500 mảnh này. Mà chủ yếu là cái sự kiện này, cái phần thưởng này ngon nhất này. 100 mảnh với 4 keeper. À đúng không? À 100 mảnh với 2 keeper. Nói chung sự kiện này, ba cái này ngon nhất, cái nào cũng ngon. Rồi, vào đánh Arena nhá. Hôm qua đi chơi vẫn mẹ phải, hôm qua skip phải mất 100 game đấy, spin đấy. Để đánh lên bằng này, để đi chơi cho nó yên tâm đấy. May mà cái mình bỏ cả buổi chiều nên là thằng kia nó, thằng ở dưới chắc nó cũng nản, nó không vượt đấy chứ. Hôm qua mà nó vượt thì cũng chịu, đi chơi không có thời gian mà vào đánh. Đang cần ống Heroic mà nó cứ cho ống L nhá. Mẹ. Rồi, bây giờ ra búp tháp nhỉ. Búp tháp quẩy luôn. Arena mới rồi. Đội hình mới. Team này không biết mình đánh có bị chết dòng không nhỉ? Đầu tiên là đánh như nào đây? Rồi, cho như này đi. Một, có hai con voi là con rồng đầu tiên là bao giờ free một mạng luôn đó. Công nhận con voi này nó con, nếu mà ai đã chơi con đủ thôi, xong vừa nói xong chết mẹ rồng rồi, có đánh hai lượt phát mình chết luôn. Tiên sư nhà nó vừa trận đầu đã thấy khó chịu rồi đấy. Ừ, mới định khoe con voi là, nhưng mà công nhận là con voi này phải có skill để mạnh, vì nó có cái chiêu extra turn này, này. Chứ con voi không có skill thì bình thường nó lại thành một con rồng chỉ gọi là tạm được chứ chưa phải là mạnh. Chết rồi, Long Béo ơi. Long Béo đã ra đi rồi. Xem còn con nào nữa không nhỉ? Hết rồi. Mày Master 1 mình chỉ có bằng này con thôi. Bây giờ skip chẳng lẽ mất 16 game à? Má. Ôi, danh này mình cũng yếu phết đấy chứ. Ăn nổi. Sợ mỗi cái con để xem bây giờ chơi con nào cha tên nhỉ. Trận này khó rồi. Con voi danh này cũng không ngon lắm, gặp nhiều bọn khắc hệ quá. Xong rồi nó toàn đánh hai lượt thôi. Đây này, chuẩn bị con voi nó ra đánh hai lượt là mình hẹo luôn này. Này nó cay thế nhỉ. Anh em thấy chưa, khó chịu không? Đủ má nó. Ừ, đi chơi về đã. Cạn lời rồi đấy. Mẹ. Tiên sư. Và còn đánh con rồng hai lượt. Mẹ bao nhiêu rồng mình chết hết. Đó, skip lắp mà. Thôi bọn này
cay lên rồi. Anh em nhìn quả này phải lắp full pơ cho con voi này. Bố mày cay lắm rồi đấy. Đây rồi. Ông thách cả lò nhà mày luôn. Vô địch chưa? Anh em thấy quả này đã vô địch chưa? Lần này ok, chuyển đi. Voi mà lắp full hồi sinh là ok rồi. Tự tin lên hẳn luôn. Cho nó đánh hai phát luôn, mình cũng không chết được chứ. Cho nó đánh. Trời ơi. Đánh thoải mái. Rồi hồi sinh lắm máu nhờ. Thôi. Chơi như này thôi. Thật sự hôm nay về người cũng vẫn còn đang mệt đấy. Nên là làm video nói chuyện nó có ảm đạm thì nó không hay mấy đấy, thì anh em chịu khó nhá. Hôm nay trong người cũng còn mệt, hôm qua đi chơi, qua chơi từ sáng đến tận đêm mới về nên là người nó nhọc quá. Mà tối nay vẫn vẫn live với anh em như bình thường nhá. Thôi tối nay live sớm đi, 8 giờ nhá. 8 giờ live đến 11 giờ. Hình này chơi được không nhỉ? Ăn được. Quất luôn. Anh em hôm nay đã đua lên lab 30 hết chưa? Chắc hôm nay có ông phải lên lab 30 rồi đấy. Trừ mấy anh em là phải học để chuẩn bị thi ấy thì thôi, nhưng mà mấy ông mà có thời gian rảnh để đua ấy mà bây giờ mà chưa lên được lab 30 thì đúng là có ông quá lười. Đại lười luôn ấy. Mấy con Heric này bây giờ lắp hồi sinh nó cũng phí nhỉ. Căn bản là mình cũng không sử dụng nhiều. Bây giờ lắp vào thì phí, mà không lắp thì chả bao giờ đánh được ai cả. Thì bây giờ dòng nào nó cũng có hồi sinh, cũng có liềm. Nên là mình lắp vào thì cũng không được, mà không lắp thì cũng không xong. Ở đây là đập đội hình dễ này, thì làm nhiệm vụ ở trong quét này. Quét nó đang cần arena hệ tam giác set primal bóng tối. Tam giác set đây có cái này rồi. Bây giờ thiếu tam giác này. Tam giác set primal bóng tối. Đó. Tam giác set. Để cho tam giác băng nhé. Tam giác băng này. Primal với set. Tiên sĩ. Primal với set. Đây, rồi một xếp cho đúng như là chuẩn của nhiệm vụ luôn. Chắc phải hẹn anh em lên danh Master 3 với Master 2 đi. Master này đội hình hơi củi, đánh yếu lắm, hơi tí là chết rồng, mà rồng mình cũng không có nhiều con. Nên là hôm nay thôi, video chắc có lẽ nó hơi chán thì anh em bỏ qua nhé. Thứ nhất là mình đang mệt, thứ hai là thứ nhất là đang mệt đấy, thứ hai là rồng thì không có, rồng cũng mỗi 4 con nên là hơi cùi.
mà mới vào đánh ngáo ngáo nào chết chết mẹ hai con mạnh nhất rồi. Chối thế nhỉ? Kiếm đội hình nào dễ dễ đi. Tự nhiên danh này thấy mình hèn thế. Mẹ chung nó toàn rong khủng thế này. Trời ơi, cái con Siren này khó chịu cực kỳ luôn. Nó khắc chế cứng con voi với lại con Chisua của mình. Mà mình thì đang có mấy con đấy là mạnh nhất. Chắc chuẩn bị lại phải đi ăn xin mảnh con này thôi. Con này Heric thường nhưng mà hệ của nó đang ngon. Đủ. Đó, đánh trận cuối rồi. Hẹn anh em tối lai vậy. con này là không bị, con này hệ đang không bị khắc đấy. À mà danh này cấm gió mà, nên là làm gì có con nào mà khắc được con anomaly này. Mà con anomaly này không biết, không hiểu sao trước mình nghĩ thế nào lên nó 5 sao nhỉ. Hệ nó cùi vãi trưởng luôn đấy. À con quên, con anomaly này là trước là nó mở ra kỷ nguyên là con đầu tiên có hệ tham, con Heric đầu tiên có hệ tham, đúng rồi. Con Heric đầu tiên đua mà có hệ tham ấy. Thế là mình thấy nó hay thì mình mới lên. Thực ra là hệ bóng tối với hệ này, hệ của nó khác thì con Vodo đâu. Nhưng mà khác mỗi hệ tham thôi. Chiều nay là lại có rớt tiếp này. Bây giờ có rớt liên tục. Xong rồi cái thùng này ngày nào nó bây giờ nó bổ sung này. Ngày nào cũng được, coi như một ngày là mình kiếm 6 op, một tháng là 180 op. Coi như là cũng tầm mấy tháng mới lên được một con 5 sao đấy. Gian nan lắm. Ok. Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn anh em trong các video tiếp theo nha.